Con trai ruột nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng nghẹn ngào: con hẹn bố ở một nơi khác, con yêu bố. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý đau xót nói ra di nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ. Sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ở độ tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh là một mất mát lớn của nền điện ảnh nước nhà. Vào những ngày cuối đời, ông đã nhận được sự thương yêu và tận tình chăm sóc từ phía người thân. Ngay khi diễn viên Người Phán Xử chút hơi thở cuối cùng, anh Hoàng Duy, con trai cả của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đã chia sẻ bức hình kỷ niệm của hai bố con kèm câu viết xúc động: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Lúc nhỏ, Hoàng Duy từng được bố tạo điều kiện để theo đuổi con đường diễn xuất và từng có vai diễn trong loạt phim như Bà và Cháu, Món quà năm mới, Vị khách đêm giao thừa. Tuy nhiên, đến độ tuổi trưởng thành, anh thấy công việc diễn viên không phù hợp nên đã chuyển sang làm kinh doanh với vai trò điều hành công ty nhập khẩu xe hơi. Em ruột của Hoàng Duy với tên thường gọi là Dương Dương thì đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Giống như anh trai, trong lúc bối rối khi bố ruột qua đời, anh đã đăng tải bức hình thời thơ ấu kèm dòng viết tiễn biệt đầy nghẹn ngào: không được là đồng nghiệp của bố thì bố hãy là khán giả của con nhé. Con hẹn bố ở một nơi khác, con yêu bố. Bố ơi, con không biết nói gì ngoài con yêu bố. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2021, giới nghệ sĩ và khán giả khắp Việt Nam đều bàng hoàng khi nghe tin ông trùm phim Người Phán Xử, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã ra đi vì căn bệnh ung thư tụy.